Thưa quý vị, ngày 8 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày rằm tháng 10 năm nhâm dần, tại chùa Bà Đa, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra khóa tu một ngày an lạc trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo đạo hữu Phật tử. Đây là khóa tu định kỳ vào ngày rằm hàng tháng của chùa đúng 8 giờ 30 thượng tọa thích thông đạo, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban kim chánh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, trụ trì chùa Bà Đa đã quan tâm tác pháp truyền giới bác quan trai đến các giới tử tham dự khóa tu. Khóa tu cũng đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham dự đem lại nhiều điều bổ ích cho các Phật tử trong việc tu học. Sau đó ban tổ chức đã cung thỉnh Đại Đức Thích Quang Lực, Ủy viên Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trú xứ chùa Kỳ Quang 2 Quang Lâm chia sẻ pháp thoại đến các giới tử. Sau thời khóa tụng kinh vô lượng thọ, các giới tử đã được chư Tôn Đức hướng dẫn dùng cơm trong chánh niệm. Buổi chiều là thời khóa tụng kinh niệm Phật và xã giới hồi hướng.